Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nước Nga từ lâu đã in sâu trong tâm khảm hàng triệu người Việt Nam qua từng trang sách cùng nhiều ca khúc, bài thơ đi cùng năm tháng. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi đã làm rung chuyển cả thế giới. Đó là bước đột phá chưa từng có, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách mạng tháng 10 là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Trong suốt chiều dài lịch sử, đã từng xảy ra nhiều cuộc cách mạng có ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội. Nhưng cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng mang ý nghĩa lịch sử toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt căn bản nhất của xã hội loài người. Trong hơn 100 năm qua, lịch sử thế giới đã trải qua biết bao thăng trầm, bao khúc quanh co khắc nghiệt. Nhưng cách mạng tháng 10 Nga với những giá trị bất diệt vẫn là một sự kiện lịch sử trọng đại, vạch sáng thời đại, mở lối tương lai. Liên Xô trước đây, nước Nga ngày nay có một vị trí đặc biệt trong cộng đồng quốc tế. Một cường quốc kinh tế và quân sự được tôn trọng, một nền văn hóa được ngưỡng mộ. Thế nhưng, từ sau cuộc chính biến 19 tháng 8 năm 1991, dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, nước Nga bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tuyển chọn, tập hợp các bài viết và biên soạn thành cuốn sách Nước Nga – Hành trình tới tương lai. Nhà xuất bản Hà Nội đã ấn hành với 490 trang, chia thành 4 chương. Chương 1 – Vật đổi sao rời. Chương 2 – Hỗn mang sau cú sốc. Chương 3 – Đứng dậy và đi tới. Chương 4 – Nước Nga và thế cuộc toàn cầu. Dưới ngòi bút sắc sảo tài hoa của nhà báo chính luận Hồ Quang Lợi, cuốn sách Nước Nga – Hành trình tới tương lai đã đưa ra các sự kiện chính với những đánh giá, bình luận, lý giải và được sắp xếp lại một cách hệ thống theo thời gian từ năm 1990 đến năm 2017. Qua đó, tác giả đã giúp cho bạn đọc hiểu thêm về nước Nga, một đối tác chiến lược toàn diện, một dân tộc anh em thân thiết với nhân dân Việt Nam. Trong cuốn sách này, nhà báo Hồ Quang Lợi đã đề cập đến những vấn đề nóng bỏng đã diễn ra ở nước Nga vào những thời khắc vô cùng quan trọng và hiểm nghèo, để từ đó có thể cùng bạn đọc hình dung ra con đường gập ghềnh, chưa bao giờ hết trắc trở và chông gai mà nhà nước Nga phải trải qua để đi tới tương lai. Về vai trò của Putin, Hồ Quang Lợi đã nhận xét: kỷ nguyên Putin bắt đầu vào buổi bình minh của thế kỷ 21 đang tiếp tục. Làm thủ tướng hay tổng thống, Putin vẫn là thủ lĩnh chính trị của nhân dân Nga. Nhà nghiên cứu Trần Tiêu Sơn đã nhận xét: đọc các bài chính luận của nhà báo Hồ Quang Lợi, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi một con người luôn luôn day dứt và trăn trở về những bí ẩn thâm sâu của cuộc sống. Đó không chỉ là lòng khát khao hòa bình, tình yêu tự do công lý, thái độ tôn trọng lẽ phải, mà còn là những trăn trở khôn nguôi về những giá trị văn hóa mà con người đã dày công tạo ra, rồi đến khi lại vô tình đánh mất. Trong những bài viết của ông, dù thuộc thể loại nào, đề cập đến một vấn đề ở phạm vi nào, thì đều xuất hiện giữa dòng chữ một con người tinh tế, nhạy cảm, đầy trách nhiệm, gắn bó thiết tha với cộng đồng, dân tộc và những giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Với nhãn quan của một nhà báo giàu kinh nghiệm, Hồ Quang Lợi đã nhìn thấu những vấn đề của thời đại. Ông đã thẳng thắn nêu ra một thực tại với sự dự báo rất tinh tế. Ngày nay, phấn chấn và quan ngại, các quốc gia đều đang đối mặt với cỗ xe lăn toàn cầu hóa. Đại dương thế giới đang sục sôi những dòng chảy đan xen phức tạp với những quy mô và tối lực khác nhau, làm cho các nhà quan sát thời cuộc khó đưa ra những nhận định thuần nhất. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, người ta nghĩ rằng hậu chiến tranh lạnh sẽ là hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Nhưng những gì diễn ra trong những năm qua đang phác thảo ra tầm vóc một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới, trong đó ẩn chứa những ẩn số lớn nhất của thế giới hiện đại.
Nhưng dù cuộc thế có xoay vần thế nào thì Hồ Quang Lợi cũng truyền cho người đọc một niềm tin vào những điều tốt đẹp. Trong bài viết Dòng chảy tới tương lai, tác giả đã viết: Văn hóa chính là nơi trưng cất những giá trị bền vững nhất, có sức quyến rũ nhất của đời sống nhân loại. Có những dòng chảy đang đưa thế giới đến tương lai, nhưng lại có dòng chảy như chiếc nôi êm đềm, đưa thế giới tìm lại cội nguồn. Đó không phải là hai chiều đối chọi của thế giới hiện đại, đó là hai gương mặt của một thế giới, trong khi tiến lên sẽ tìm lại được mình, tìm lại được những giá trị lớn mà những cơn kịch phát phản nhân văn đã chôn vùi trong các cú sốc lịch sử. Các bạn thân mến, để hiểu thêm về nước Nga trong tiến trình phát triển, bạn hãy tìm đọc cuốn sách Nước Nga – Hành trình tới tương lai của nhà báo Hồ Quang Lợi. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại!